Nổi da gà với cảnh tượng lốc xoáy khổng lồ hình thành từ hàng triệu con muỗi. Mới đây, những người dân tại vùng Kamchatka ở Nga đã không khỏi hoang mang khi một đàn muỗi khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong khu vực. Đội quân muỗi hàng triệu con bay kín cả một vùng trời và phát ra tiếng vo vo đinh tai nhức óc. Chúng thậm chí còn tập trung lại với nhau, tạo thành một cột đen dày và có thể di chuyển giống hệt như một cơn lốc xoáy đang hút bụi và đất lên không trung vậy. Sau khi sự việc được phát hiện, các chuyên gia cũng nhanh chóng bắt tay vào điều tra và cuối cùng họ đã đưa ra kết luận rằng hiện tượng kỳ lạ này thực chất là một nghi thức giao phối của loài muỗi. Thông thường, một muỗi cái sẽ được hàng trăm con muỗi đực tiếp cận để giao phối, nên khi tập hợp lại thành đàn đông đúc, chúng sẽ bay vòng xung quanh và tạo thành cơn lốc xoáy như trên. Các chuyên gia cho biết thêm nguyên nhân khiến số lượng muỗi tăng vọt bất thường là do thời tiết nắng nóng kéo dài hơn so với mọi năm. Bên cạnh đó, họ cũng khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp đề phòng vì những đàn muỗi khổng lồ này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Chứng kiến cảnh tượng hải hùng trên, nhiều cư dân mạng đã không giấu nổi sự khiếp sợ và để lại bình luận bên dưới video. Má ơi, nó đông khủng khiếp, mới nhìn qua thắc mắc lốc xoáy mà sao không thấy có gió. Tưởng tượng lọt vô chỗ này chắc nó rỉa còn lại bộ xương luôn quá. Tôi từng bị sốt xuất huyết mà thấy cảnh này, tóc gáy nó dựng đứng luôn á trời. Hiện đoạn video vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.